Quý vị và các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, em rất vui mừng, phấn khởi khi lại được quay trở lại gặp quý vị và các anh em trong chương trình Tech Âm Thanh. Trước cái máy quay, quý vị và các anh em đang được nhìn thấy một đôi loa đến từ đất nước Đan Mạch. Đó là một đôi loa Zamo Status Model 175. Xin đọc lại, loa đến từ đất nước Đan Mạch, loa Zamo Status Model 175. Đôi loa này có chiều cao 91 cm, chiều sâu 32 cm, chiều rộng 23,5 cm, công suất là 170W cho mỗi một thùng loa, trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Và xin đi vào báo giá cho sản phẩm này. Sản phẩm này có một cái mức giá là 4.800.000 đồng, thưa quý vị và các anh em. Đôi loa đẹp keng, cực kỳ đẹp, thưa quý vị và các anh em, đẹp không tì vết. Em nói đẹp không tì vết là nó sẽ không tì vết, thưa anh em. Hàng em báo em bán nỗi đầu báo đó các bác nha. Các bác vào xem video của em, các bác cũng đã hiểu và biết em bán hàng như thế nào rồi. Hàng bao zin cho anh em tuyệt đối, một đôi loa giá chỉ có 4.800.000 đồng mà thôi. Đôi loa này sử dụng hai cái loa bát 18, một loa chung và một loa tép đồng nụa. Dòng công suất khủng và có tiếng đánh cực kỳ bạo lực. Nhờ cấu hình như thế này, anh em chỉ cần đút một cái mic vào là anh em chúng ta có thể nghêu ngao karaoke. Dạ vâng, ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bác các anh em chúng ta hãy cùng nhau thẩm âm cấu hình. Lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thơ. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ. Làm gió